Chị Thanh Huy biết không, hiện nay phong trào luyện tập dance sport hay còn gọi là khiêu vũ thể thao rất được phổ biến tại đất nước Việt Nam của chúng ta. Và nhiều trung tâm câu lạc bộ sinh hoạt, đào tạo và giảng dạy được mở ra khắp các tỉnh thành trong cả nước. Và ở Đà Lạt cũng có một câu lạc bộ dance sport đáp ứng được sở thích của giới trẻ. Dance sport là một môn thể thao vận động toàn thân và chắc chắn là đem lại lợi ích rất nhiều cho sức khỏe của chúng ta. Và không biết là kỹ năng tập bộ môn này có khó không? Chúng ta hãy cùng theo chân Minh Thư đến với câu lạc bộ HD Dance để tìm hiểu rõ hơn về loại hình khiêu vũ thể thao này nhé. Bất cứ một môn thể thao nào cũng đều tốt cho sức khỏe của chúng ta. Tùy theo sở thích, bạn có thể chọn cho mình một môn thể thao để rèn luyện sức khỏe bản thân. Tuy nhiên, đối với những môn thể thao có sự vận động toàn thân, thì ngoài yếu tố mang tính rèn luyện sức khỏe cho cơ thể, còn mang đến cho bạn một thân hình gợi cảm và quyến rũ. Đó là môn khiêu vũ thể thao, dance sport. Xin chào quý vị và các bạn, xin chào chị Thanh Uy, xin chào Xuân Long. Hiện nay Minh Thư đang có mặt tại câu lạc bộ HD Dance. Và vừa rồi thì Minh Thư có tập một số động tác khá là đơn giản, nhưng đã giúp cho cơ thể Minh Thư cảm thấy rất là thoải mái, linh hoạt và dẻo dai hơn rất là nhiều. Và ngay sau đây, Minh Thư xin giới thiệu đến quý vị và các bạn huấn luyện viên Bích Phượng. Vâng, xin chào chị. Và Minh Thư được biết là hiện nay bộ môn dance sport là một bộ môn thể thao được giới trẻ rất là yêu thích. Và trong chương trình ngày hôm nay, chị có thể chia sẻ cho Minh Thư cũng như là những khán giả của chương trình Bình Minh Cao Nguyên biết được là những cái bổ ích của bộ môn thể thao này mang lại cho sức khỏe của chúng ta là gì, được không ạ? Xin chào Minh Thư, xin chào khán giả của Bình Minh Cao Nguyên. Sau đây Bích Phượng sẽ nói về những cái lợi ích của dance sport đem lại. Thì lợi ích đầu tiên đó là tạo cho chúng ta có một vóc dáng thật sự dẻo dai. Và lợi ích thứ hai đem lại cho chúng ta đó là đốt cháy cái lượng calo trong cơ thể. Lợi ích thứ ba đem lại cho chúng ta đó là tốt cho tim mạch, vận chuyển lưu thông máu cho tim mạch rất tốt. Và lợi ích thứ tư đem lại cho chúng ta cái xương cốt rất là khỏe, thật là khỏe ạ. Và cái lợi ích thứ năm thì các khớp của chúng ta vận hành rất là tốt. Và lợi ích thứ sáu là tự tin và vóc dáng cân đối nhất của mình. Rất là nhiều công dụng đến với sức khỏe của chúng ta, phải không chị? Và một câu hỏi nữa mà Minh Thư muốn dành cho chị đó chính là Minh Thư không biết là ở độ tuổi nào thì chúng ta có thể tập dance sport một cách tốt nhất vậy chị? Dạ, độ tuổi tốt nhất để bắt đầu tập luyện dance sport là 6 tuổi. Khi chúng ta tham gia những cái cuộc thi về dance sport, nó cũng phân ra những lứa tuổi như sau. Cái tuổi đầu tiên là thiếu niên, thanh niên, trung niên 1, trung niên 2 và cao niên. Vâng, và Minh Thư còn một thắc mắc nữa muốn hỏi chị Bích Phượng, đó chính là đối với những học viên trong câu lạc bộ như thế này thì phải cần thời gian bao lâu để chúng ta có thể tập được một bài khiêu vũ cơ bản hả chị? Đối với cái câu lạc bộ của HD Dance, với Phượng hầu như là các bạn thanh niên tham gia là chính. Bây giờ khi mà các bạn thanh niên tham gia thì cái vóc dáng đã cường tráng, đã khỏe mạnh sẵn rồi và độ dẻo dai cũng đã có. Thì mấy bạn trong thời gian luyện tập để đi được một bài căn bản của một điệu Zumba thì cần khoảng 1 tháng ạ. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ rất là thiết thực, bổ ích của chị. Và Minh Thư hy vọng rằng là qua những chia sẻ của chị Bích Phượng vừa rồi thì cũng đã giúp cho chúng ta tìm hiểu rõ hơn về bộ môn dance sport, vừa là bộ môn thể thao và vừa là bộ môn mang tính nghệ thuật. Cuộc sống vui vẻ, tinh thần luôn thoải mái là một điều vô cùng quan trọng. Và tập luyện thể thao chính là cách đơn giản nhất mang đến cho bạn một sức khỏe hoàn hảo hơn, giúp bạn ăn ngon, ngủ sâu giấc. Mọi vấn đề lo toan căng thẳng trong cuộc sống sẽ nhanh chóng được giải tỏa. Và hơn hết, bạn sẽ có cơ hội tham gia, giao lưu tiếp xúc với nhiều người xung quanh. Vậy quý vị còn chờ gì nữa? Hãy cùng Minh Thư chọn lấy cho mình một môn thể thao phù hợp, yêu thích nhé!